Xin chào anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cine. GDP là một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia. Và chúng ta cũng biết rằng, muốn biết quốc gia đó có phát triển hay không thì chúng ta phải nhìn vào hệ thống cơ sở hạ tầng của quốc gia đó. Ở Việt Nam thì các tỉnh, thành phố ở phía Nam được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong video ngày hôm nay, Cine sẽ gửi đến anh chị và các bạn những cái hạ tầng quan trọng giúp cho GDP của cả nước có thể là phát triển một cách mạnh mẽ. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Cine để nhận được những cái đề xuất video của Cine sớm nhất nha. Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ga hành khách T3 có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m². Hình dáng tương đồng với nhà ga hiện hữu. Được thiết kế thành hai cao trình đi và đến riêng biệt. Không gian nhà ga đủ cho 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động và 42 kiosk check-in, 27 cửa ra máy bay, trong đó 13 cửa bằng ống lồng, 6 đảo hành lý đi và 10 đảo hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ được tích hợp đa dạng các công nghệ tiện ích ở nhà ga mới này. Điều này nâng tầm trải nghiệm mới mẻ đến khách hàng và hướng nhà ga này là thành phố hàng không. Sân bay quốc tế Long Thành được định hướng sẽ là thành phố sân bay. Thành phố sân bay là mô hình đô thị đặc biệt lấy dịch vụ vận chuyển hàng không làm trung tâm để hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, logistics, hội nghị, văn phòng, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí, hệ thống giao thông, v.v. Quy hoạch sân bay Long Thành hoàn toàn có đủ diện tích đất cần thiết cho thời điểm hiện tại và trong tương lai để phát triển thành một trung tâm hàng không hiện đại, phát triển các dịch vụ hàng không, phi hàng không đầy đủ, đa dạng, phong phú, đặc biệt là phát triển mô hình thành phố sân bay. Hành khách đến cảng hàng không có thể dự hội nghị, gặp gỡ, mua sắm mà không cần phải vào bất cứ trung tâm thành phố nào. Đây chính là vị trí mà cây cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bắc qua. Đây là một cây cầu cực kỳ quan trọng nối phía nam của thành phố, bắt đầu từ quận 7 đến phía đông của thành phố là khu đô thị Thủ Thiêm, qua quận 4 và qua luôn quận nhất. Trước khi chúng ta xem lợi ích của cây cầu này như thế nào, anh chị và các bạn nhớ nhấn like và theo dõi kênh Cine để những video hay như thế này có thể đến với anh chị và các bạn sớm nhất nhé. Cầu Thủ Thiêm 4 là cây cầu độc đáo nối liền 4 quận, là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất lên đến 6.000 tỷ đồng. Theo phương án thiết kế được tuyển chọn, ở trạng thái bình thường, nhịp cầu Thủ Thiêm được hạ xuống để xe cộ đường bộ qua lại, độ tĩnh không 15 m. Khi có tàu thuyền lớn cần đi qua, nhịp cầu được điều chỉnh linh hoạt, có thể nâng cao lên 45 m, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi. Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, cầu dài khoảng 1.635 m, phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 525 m, quy mô 6 làn xe, điểm bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh qua Huỳnh Tấn Phát, các khu vực cảng Tân Thuận, vượt sông Sài Gòn, nối với khu đô thị Thủ Thiêm tại vị trí giao lộ của tuyến đường trục Bắc Nam và tuyến đường R4. Riêng khu vực cảng Tân Thuận sẽ giải tỏa và thiết kế trở thành công viên ven sông lớn nhất khu vực quận 7. Đường Vành Đai 3, Đồng Nai qua Nhân Trạch là trung tâm của các khu công nghiệp sản xuất, giao với đường 25B, 25C, kết nối thẳng với sân bay Long Thành. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất nước. Bình Dương cũng là một vùng sản xuất trọng điểm khi đã có rất nhiều khu công nghiệp đã hoạt động lâu đời tại đây. Long An và các tỉnh miền Tây qua cao tốc Bến Lức - Long An có thể xem là vùng nguyên vật liệu nông sản lớn nhất trên cả nước. Sự kết nối quy mô này sẽ giảm được rất nhiều thời gian di chuyển, vận chuyển từ khâu nguyên vật liệu đến sản xuất, kho bãi và cuối cùng là logistics, giúp làm giảm một lượng chi phí khổng lồ cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư ở Việt Nam. Qua đó làm giảm chi phí giá thành, tăng chi phí nhân lực. Đây là một lợi ích có thể nói là rất lớn, lan tỏa đến toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh hàng hóa, giúp làm tăng thêm nhu cầu việc làm và thu hút nguồn vốn đầu tư từ khắp nơi đổ về Việt Nam. Việc có mặt của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ giúp vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa từ 5 cụm cảng biển lớn ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai và hàng chục khu và cụm công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải.
sân bay quốc tế Long Thành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Việc này có giá trị rất lớn, giúp làm giảm chi phí logistics, từ đó giảm chi phí vận hành và chi phí sản xuất cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khi kết nối toàn tuyến và các tuyến cao tốc trọng điểm khác sẽ tạo ra một phương thức di chuyển hoàn toàn tiện lợi, nhanh chóng, kết nối với các địa phương du lịch của miền Đông đến miền Trung Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam vốn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Cao tốc Bến Lức Long Thành. Sự hình thành của cao tốc Bến Lức Long Thành được xem là giải pháp toàn diện khi có kết nối liên vùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, kết nối với đường vành đai 3, các tuyến cao tốc trọng điểm khác khu vực phía Nam và còn nối thẳng đến các khu công nghiệp và đầu mối logistics lớn tại Bình Dương và Đồng Nai. Cuối cùng là sân bay quốc tế Long Thành. Điều này sẽ giúp kết nối giao thông đường bộ tốt hơn nhằm tạo một liên kết thuận tiện trong khâu vận chuyển, tạo ra lợi ích rất lớn trong chuỗi giá trị của các mặt hàng nông lâm thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long, giúp phần nào đó giảm bớt chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Anh chị và các bạn thấy là sau khi những cái hạ tầng quan trọng này được hình thành thì sẽ như thế nào chưa ạ? Còn Khoa thì Khoa đã thấy rằng là chúng ta sẽ được đi làm nhanh hơn rất là nhiều, hay thậm chí là chúng ta có thể đi chơi, đi du lịch một cách rất là tiện lợi và nhanh chóng hơn. Khoa xin kết thúc video tại đây. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Cine để nhận được những cái đề xuất video của Cine một cách nhanh chóng nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau.